sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Dòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc tại thủ đô Washington vào ngày hôm qua mà không đạt được thỏa thuận nào. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh bắt đầu quá trình tăng thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ trước đó, Washington đã tăng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa của Trung Quốc, trị giá 200 tỷ đô la Mỹ. Thông báo của đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày hôm qua cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh bắt đầu quá trình tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Thông tin cụ thể và thời gian nhận ý kiến cho vấn đề này sẽ sớm được đăng trên công báo của chính phủ Mỹ cũng như trên trang web của đại diện thương mại Mỹ vào thứ hai tới. Sau dòng đàm phán thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc kết thúc mà không có thỏa thuận nào, Phó Thủ tướng đô Hạc cho hay các cuộc đàm phán đã diễn ra một cách xây dựng và trung thực. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán chưa thất bại và các trở ngại trong đàm phán là bình thường và khó tránh khỏi. Theo ông, hai bên đã đạt được hiểu biết chung trong nhiều vấn đề nhưng vẫn còn bất đồng về một số vấn đề nguyên tắc mà Trung Quốc không thể nhượng bộ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hồi tháng trước đã đưa ra dự báo rằng tình trạng kinh tế thế giới chậm lại có thể diễn ra vào cuối năm nay một phần cho bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa thể giải quyết. Theo IMF, tăng trưởng toàn cầu năm 2019 sẽ là 3,3%, thấp hơn so với dự báo đưa ra hồi đầu năm. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa biết khi nào sẽ dừng lại, chỉ biết trước mắt người dân hai nước đang gánh chịu những thiệt thòi. Nếu đe dọa mới của ông Trump thành hiện thực, thì hơn 6.000 mặt hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ từ máy giặt đến xoát thép, từ dây dép đến thực phẩm đều sẽ tăng giá. Nhà nhập khẩu tất nhiên phải trả thêm tiền, nhưng rồi mức tăng này được chuyển sang cho người tiêu dùng Mỹ. Anh Arnold Kammler, nhà nhập khẩu thiết bị xe đạp từ Trung Quốc, có cửa hàng ở Carolina cho biết anh đã tăng 20 đô la Mỹ vào giá thành của mỗi chiếc xe đạp mới. Không biết người Trung Quốc phải tụng thức bao nhiêu, riêng chúng tôi chuyển phần giá tăng này qua cho người tiêu dùng. Một nhóm điều tra cho biết vì giá cả tăng, một gia đình 4 người sẽ phải chi thêm 767 đô la Mỹ một năm. Tất nhiên là các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đều tăng giá, vậy là người tiêu dùng chúng tôi phải chi trả cho phần tăng này. Bạn sẽ phải tính toán, cân nhắc xem nên mua thứ nào và không mua thứ nào. Rất nhiều người phải cân nhắc. Phía Trung Quốc, các doanh nghiệp cũng bắt đầu than trời. Các chủ cửa hàng thường không quan tâm nhiều đến chính trị nhưng giờ thật sự lo lắng. Anh Song Wen chủ cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm ở Triết Giang nói, nó ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều, khách hàng Mỹ giờ không còn muốn mua sản phẩm của Trung Quốc nữa. Anh Fusubo, chủ cơ hiệu kinh doanh thiết bị thể thao thì than rằng, thật không hợp lý, chúng tôi đã gia nhập WTO nên toàn bộ thuế phải giảm chứ. Việc Mỹ tăng thuế ngân gấp 2 lần lượng hàng hóa 200 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc từ ngày 10 tháng 5 sẽ tác động đến người dân Trung Quốc sau vài tuần nữa. Khi đó, các ngành công nghiệp điện tử, linh kiện máy tính, sản xuất gỗ nội thất và phụ tùng xe hơi bị ảnh hưởng nhiều nhất các chuyên gia kinh tế dự báo căng thẳng thương mại này sẽ khiến tăng trưởng của Trung Quốc giảm khoảng 1% cho năm tới. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng sang Mỹ đang xem xét giờ nhà máy và kho đến quốc gia khác, nhưng việc này khá tốn kém và mất nhiều thời gian. Nhiều doanh nghiệp thì tính toán sẽ vào tìm kiếm những thị trường khác. Anh Chenong, cổ đông lớn của một công ty sản xuất cọ trang điểm nói, Chúng tôi có thể tránh bị ảnh hưởng qua việc tập trung vào thị trường nội địa và các nước khác và doanh nghiệp khác thì đơn giản chờ đợi xem liệu hai bên cuối cùng có đạt được một thỏa thuận hay không. Như vậy là sau bao hy vọng, cuộc đàm phán thương mại Mỹ Trung bất ngờ đổi chiều, Mỹ chính thức áp thuế với 200 tỷ đô la Mỹ hàng Trung Quốc vào Mỹ từ 10% lên 25% bắt đầu từ ngày 10 tháng 5. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ trả đũa tuy nhiên việc Trung Quốc áp thuế vào hàng nhập khẩu từ Mỹ khó xảy ra bởi nhiều hàng hóa Mỹ lại được sử dụng trong hàng xuất khẩu của Trung Quốc vì thế trong nhiều trường hợp họ sẽ là bên trực tiếp chịu thiệt hại do vậy Trung Quốc có thể sẽ trả đũa Mỹ bằng các vũ khí khác theo các chuyên gia của Bloomberg Trung Quốc có thể sẽ phá giá đồng nhân dân tệ để bù lại ảnh hưởng từ thuế nhập khẩu của Mỹ lên nền kinh tế năm ngoái đồng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế mất 5,5% giá trị so với đô la Mỹ tuần này nhân dân tệ đã giảm 1,3% Tuy nhiên, Trung Quốc từng nếm trái đắng khi hạ giá như dân tệ năm 2015, khiến dòng vốn ồ ạt rút khỏi thị trường này. Ông Tao Quang, kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc của tập đoàn UBS cho rằng, Trung Quốc khó có khả năng lặp lại động thái này vì nó sẽ khiến niềm tin trong nước suy giảm. Một vũ khí khác mà Trung Quốc có thể sử dụng để đối phó với Mỹ là trái phiếu. Nước này hiện sở hữu 1.100 tỷ đô la Mỹ trái phiếu chính phủ Mỹ và là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Năm ngoái, thị trường trái phiếu đã trao đảo sau thông tin quan chức Trung Quốc đề xuất giảm hoặc ngừng mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc không thực sự có kênh đầu tư nào khác tốt hơn. Bên cạnh đó, nếu bán trái phiếu Mỹ, giá sẽ giảm, lợi suất sẽ tăng, kéo giá trị tất cả trái phiếu Mỹ mà Trung Quốc đang nắm giữ xuống. Trung Quốc hiện cũng là nước mua đồ nành lớn nhất của Mỹ. Đồ nành Mỹ phần lớn trong một cấp bang nông thôn Mỹ, ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Vì thế, việc này rất quan trọng với ông Trump. Trung Quốc đã áp thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hóa này. Theo Setzer, hạ giá đồng nhân dân tệ hay bán trái phiếu chính phủ Mỹ là con dao hai lưỡi, còn việc ngừng mua đậu nành lại là động thái khá dễ dàng và hoàn toàn có thể được Trung Quốc sử dụng. Là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nên sự đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian qua đã khiến thương mại toàn cầu chao đảo Báo cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới hồi tháng 2 cho thấy, chỉ số triển vọng thương mại toàn cầu WTOI hàng quý đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua, đồng nghĩa với việc đa chứng lại của thương mại toàn cầu. Điều gì sẽ xảy ra khi Mỹ áp thuế thêm đối với lượng hàng hóa trị giá 325 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc? Một cuộc chiến tranh thương mại sẽ bùng nổ với những hậu quả khủng khiếp. Ấy thế, Mỹ vẫn tỏ ra cứng rắn, còn Trung Quốc cũng sẵn sàng đối đầu. Trả lời phỏng vấn mạng tin Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đánh giá các vụ thử tên lửa mới đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điều rất bình thường. Ông nhấn mạnh, đó đều là tên lửa tầm ngắn và tôi không coi đó là hành động phá vỡ niềm tin. Với tuyên bố trên, ông Trump dường như sẽ để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đối thoại mới với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước đó, ngày 9 tháng 5, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn. Đây là vụ phóng thứ hai trong dòng chưa đầy một tuần và diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bế tắc trong một diễn biến khác, 70 quốc gia thành viên hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT đã ra tuyên bố chung yêu cầu Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích như phóng tên lửa và trở lại tiếp tục đối thoại phi hạt nhân hóa với Mỹ. Thưa quý vị, sau 13 giờ thảo luận căng thẳng với 32 phiếu ủng hộ, 5 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Hạ viện Pháp hôm qua đã thông qua một dự luật gây tranh cãi về việc khôi phục nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm sau khi di sản thế giới nổi tiếng tọa lạc ở trung tâm thủ đô Paris này bị hủy hoại trong một vụ hỏa hoạn lớn hồi tháng trước. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Frank Riester nhấn mạnh, 5 năm là khung thời gian đầy tham vọng để khôi phục nhà thờ Đức Bà. Công trình kiến trúc vốn được xây dựng trong 200 năm và dự án này không thể thực hiện một cách vội vàng. Theo ông, khoản quyên góp cho việc phục dựng nhà thờ Đức Bà hiện gần 1 tỷ euro. Dự luật về trùng tu nhà thờ Đức Bà sẽ được trình lên Thượng viện Pháp xem xét vào ngày 27 tháng 5 tới. Vụ cháy nhà thờ Đức Bà ngày 15 tháng 4 là cú sốc lớn về tinh thần đối với người dân trên toàn thế giới. Việc khôi phục nhà thờ Gothic 850 năm tuổi với phần lớn mái bằng gỗ đã bị thiêu rụi sẽ là thách thức lớn chưa từng có của chính phủ Pháp. Vài ngày sau vụ cháy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặt mục tiêu hoàn tất khôi phục nhà thờ trong vòng 5 năm để kịp đăng cai Olympic 2024. 189 phủ trên thế giới đã nhất trí với nội dung một thỏa ước mới của Liên Hợp Quốc trong việc quản lý xuất khẩu rác nhựa, một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất hiện nay. 1.400 đại biểu đến từ các nước trên thế giới đã nhóm họp tại Geneva và đạt được sự đồng thuận sau 12 ngày thảo luận về rác thải nhựa. Hội nghị lần này tại Geneva đã chỉnh sửa Công ước Basel năm 1989 về việc kiểm soát các loại rác thải độc hại, bổ sung thêm vào đó rác nhựa. Tổ chức phi chính phủ Ipen có trụ sở tại Thụy Điển chuyên tìm cách loại bỏ các hóa chất độc hại nguy hiểm cho rằng việc đổi mới công ước Basel giúp các nước đang phát triển có thêm quyền từ chối việc tiếp nhận rác thải nhựa từ các nước khác, đặc biệt là các nước phát triển. Ipen cho rằng các nước phát triển như Mỹ và Canada vẫn luôn xuất khẩu các loại rác nhựa độc hại sang các nước đang phát triển ở châu Á, bảo rằng chúng sẽ được tái chế tại quốc gia tiếp nhận. Tuy nhiên, rất nhiều trong số rác lẫn lộn nhiễm độc này không thể được tái chế, chúng bị chôn lấp hoặc đốt hoặc tìm đường ra biển. Theo Liên hiệp quốc, có khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa bị cuốn ra các đại dương mỗi năm. Thưa quý khán giả, Nhật Bản đang vượt qua các giới hạn của ngành đường sắt khi bắt đầu thử nghiệm tàu cao tốc Shinkansen nhanh nhất từ trước đến nay, có khả năng đạt tốc độ lên tới 400 km. Giờ. Tàu cao tốc Shinkansen mới được gọi là Alpha X dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2030. Công ty đường sắt JRX đang lên kế hoạch vận hành Alpha X ở tốc độ khoảng 360 km/h. Tốc độ này nhanh hơn 10 km/h so với tàu cao tốc Fuxing Hao của Trung Quốc. Để giải quyết vấn đề xuất cản của gió khi đi qua đường hầm, toa đầu tiên của Alpha X được thiết kế đặc biệt trơn, dài 22m. Toa chỉ có 3 cửa sổ và gần như không có bất kỳ không gian nào dành cho hành khách ở phía trước. Alpha X bắt đầu chạy thử nghiệm giữa các thành phố Aomori và Sendai vào ban đêm từ ngày 10 tháng 5. Công ty JRX cho biết tàu Shinkansen thế hệ tiếp theo được phát triển dựa trên hiệu suất vượt trội, mức độ thoải mái cao, môi trường vận hành ưu việt và bảo trì đa dạng. Alpha X sẽ được trang bị phanh khí nén trên mái cũng như các tấm tự tính gần đường ray để giảm tốc ngoài hệ thống phanh thông thường.